bánh nha. Có đứa chưa?
Ê, nhớ cho ông Linh Tí một hộp nha. Nhớ cho Linh Tí một hộp nha. Dầu đó dầu gì vậy? Dầu con gửi tặng bà con của bác mình hỏi người cái chai nha. Dầu đâu? Dầu đây dầu gì vậy? Dầu gì vậy? Chai gì đó? Chai hả? Đỡ rồi, đỡ rồi. Còn chai đi nghe. Dầu nè, dầu nè. Dạ rồi. Đấy. Dầu hạt lon nha, chú dạy dầu hạt lon nha. Dầu đinh tinh, dầu đinh tinh. Cảm ơn. Cái này dạ. Cái này. Rồi các bạn. Đi xuống đầu tư. Đi xuống đầu tư. Rồi cảm ơn. Đâu ai đâu ai đâu. Cô lấy chồng chưa? Ai chưa ai lấy rồi là không lấy dầu dầu ai chưa có con gửi tặng nè chưa một chai dầu lấy nước không cần sử dụng dầu đi anh Tý. Dầu làm sao anh Tý? Bà con ơi chưa có nước. Còn dầu không? Còn dầu không? Dầu hết dầu hả? Ôi cái tóc của tôi nó không mọc được thì giờ nắng rồi. Đây dầu, dầu hay nước? Em chai dầu anh Tý ơi. Dầu rồi, cảm ơn chị. Lớp nước còn chai dầu. Tí là mồ hôi ướt nhẹp rồi. Đâu rồi. Nước anh Tí ơi. Tí nước Tí ơi. Nước hả? Vui chị Lan. Vui. Rồi điện thoại em cũng vui luôn. Vui luôn hả? Tắt nóng quá. Đi vô trên đây nè. Lát ánh nắng xuống nó hút vô. Thôi rồi nó chiếu vào tay tôi mới tưởng là ai cắt tay. Có dầu chú ơi. Có dầu. Có dầu có nước chưa? Nắng quá. Thảo lấy bánh mì nha. Mẹ anh Linh Tí cho em. Khỏe thế. Đó. Thế bây giờ con sức. Có ai là đàn ông đây bưng phụ cô không? Tôi không phải đàn ông à? Kiểm tra coi. Được quyền kiểm tra luôn hả? Bảy mươi tuổi đầu hết rồi đúng không chị? Còn hạn nữa. Còn ít rồi nha cả nhà ơi, nước thì cũng còn ít rồi là sẽ hết.